suy niệm lễ mẹ hồn xác về trời. Trên con đường về quê mà có bóng mẹ. Ở cuộc đời này, nếu mất mẹ, ta sẽ thấy cuộc đời quạnh hiu, đơn độc, khổ đau một mình. Có người còn nói, nếu vắng bóng mẹ, thì giấc mơ cũng không tròn. Không còn ai trông nom ta, không còn ai canh cho ta có giấc ngủ ngon. Thế nên, có một bạn trẻ khi nghe tin mẹ mất đã hụt hẫng viết rằng: mẹ đi đâu trên khúc rẽ vô thường, con tìm mẹ giữa ngàn dâu xanh biếc, con tìm mẹ bên dòng sông ly biệt, nghe lạnh lùng câu ái tử ngân vang. Dẫu biết rằng cuộc đời là hợp tan, bước vào đời là đã có từ ly biệt, nhưng bước đường đời sẽ buồn lắm nếu con không còn bóng hình mẹ thân thương bên cạnh. Từ đây con mất mẹ rồi, hương lòng một nén nghìn đời cách xa. Người ta có mẹ có cha, mà sao con mẹ bỗng là mồ côi. Người Công giáo cũng rất yêu mến mẹ Maria. Xuất phát từ tình cảm dành cho mẹ trần thế, để rồi liên hệ đến mẹ thiên quốc. Hành trình thiên quốc hay hành trình trần thế, chỉ cần có mẹ thì mọi ưu phiền, lắng lo sẽ tan biến. Có lẽ vì thế mà bài hát Trên con đường về quê đã đi sâu vào tâm trí người tín hữu Việt Nam. Trên con đường về quê mà vắng bóng mẹ, con biết cậy nhờ ai, biết nương nhờ ai. Bài hát này sau đó bị cấm vì ý nghĩa sai với tín lý giáo hội. Sai thì sửa. Thế là bài hát lại được sửa lời cho phù hợp với thần học và cũng phù hợp với cái tình con cái dành cho mẹ. Lời bài hát được sửa lại như sau: thật hạnh phúc cho cuộc đời chúng ta khi đường về quê trời luôn có mẹ Maria cùng đi với chúng ta. Vì mẹ Maria đã được Chúa đưa cả hồn và xác về trời. Mẹ Maria không chết. Tình mẹ vẫn mãi ở với đoàn con. Niềm vui và hạnh phúc vẫn ngập tràn trong cuộc đời chúng ta khi có mẹ cùng đi. Trời đêm vắng sao sương về, đường xa thăm thẳm khuất bóng quê, con băn khoăn đưa mắt trông tìm đây đó. Khói lo mẹ ơi, bóng đêm dần
dù vực sâu đang gầm dưới lá dù con lao đao sắp ngã trên đường nguy khốn đói thương con cùng mẹ đấng chí hôm nay mừng kính mẹ hồn xác về trời. Chúng ta không phải chỉ ngợi khen và chúc tụng mẹ là đấng đầy ân phúc, mà còn phải tìm lấy cho mình một niềm vui mừng và hy vọng. Từ nay mẹ đã bước vào cõi trời, thì chúng ta là con cái của mẹ cũng sẽ được theo gót chân mẹ mà về với cõi trời bình yên. Đoàn con xin lời người ca mẹ Maria, mẹ được Chúa đón đưa lên trời, chiều thân thánh hát khen ca ngợi, danh mẹ tỏa lan khắp nơi. Vì xưa, mẹ Maria đã trở nên mẹ của mọi người chúng ta qua lời trăn trối của Chúa Giêsu. Này là mẹ con và này là con mẹ. Với tình thương của một người mẹ, Đức Maria sẵn sàng nâng đỡ chúng ta, và với uy quyền của một bậc nữ vương, Đức Maria có thể chuyển cầu cho chúng ta. Vì xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Mừng lễ mẹ hồn xác về trời thì xin mẹ soi dẫn cho cuộc đời chúng ta luôn bình an, và xin cho chúng ta cũng được theo gót mẹ mà về với cõi trời hiển vinh. Amen. Xin cảm tạ tình Chúa bao la đã ban cho mẹ ân thiên phúc lạ. Chúa.